Hello, xin chào tất cả các anh chị trong ngành thẩm mỹ miền Nam và miền Bắc California ha. Thì hôm nay Tom cũng xin gửi đến chị cái video này một chút kiến thức, hiểu biết về trong những cái thông tin về luật thi của mấy tháng cuối năm. Và cũng là một cái đề tài mà Tom muốn nói là từ đây đến cuối năm thì chúng ta cũng còn được một tháng rưỡi, thì trong cái tháng 11 và tháng 12 anh chị ha, thì Tom cũng còn lại khoảng gần 18, 19, 20 học viên nữa, thì họ cũng đang chuẩn bị là thi cho hết cho cuối tháng 12 này. Thì trong cái số học viên của Tom hiện tại bây giờ cũng có một số là những người thi lại cái phần về thực hành, và những học viên mới về thi cả hai phần lý thuyết và phần thực hành. Thì Tom cũng xin thông báo rõ là những người nào mà học viên mà thi phần thực hành á, thì trong năm nay thì cái ban giám khảo thì họ cũng nương tay, họ cũng không có làm khó khăn nữa, thì họ cũng sẽ cho các anh chị pass được cái phần thực hành này. Nhưng cũng vì cái chỗ đó mà anh chị cũng nên nhớ rằng một điều là tuy là họ thoải mái và họ nương tay với mình, thì mình cũng phải làm cho đúng theo cái step by step của cái luật thi của phần thực hành nha, chứ đừng có dựa vô cái vấn đề này thấy họ thoải mái đó, có nghĩa là anh chị cứ nghĩ rằng thôi cứ thi đại rớt hay đậu gì sang năm họ cũng phát bằng, thì cái đó thì cũng không hay lắm. Nhưng mà dù sao giữa mình đậu á, thì những người nào mà đậu á thì mình lấy bằng liền, còn những người nào rớt á thì họ kêu sẽ về đi, rồi năm sau họ cũng sẽ gửi bằng thôi. Nhưng mà tùy theo, anh chị cứ nghĩ rằng khi mình đậu được cái phần thực hành thì cái giá trị cái bằng mình nó cũng cảm thấy nó được có cái chất lượng hơn, đúng không? Thì còn cái vấn đề nếu mà mình rớt á, mà năm sau cũng phát bằng, thì cái bằng cái đó nó cũng không có cái ý nghĩa lắm, tại vì dù sao cái nữa mình cũng là người cũng đã bị rớt phần thực hành. Thì nói chung là như vậy. Thì còn về những người mà học viên mà trong cuối năm nay á, mà còn sót lại mà họ dính vô cái vấn đề mà họ thi kể cả hai phần lý thuyết và phần thực hành á, thì mấy anh chị phải quan tâm đến cái điểm này là khi buổi sáng mà anh chị thi phần lý thuyết, nếu anh chị mà rớt phần lý thuyết thì buổi chiều họ sẽ không cho thi thực hành đâu nha. Họ cũng kêu mình về đi, rồi tại vì họ trọng tâm là lấy cái phần lý thuyết thôi. Cho đâm ra nếu mình đậu về phần lý thuyết thì họ sẽ tiếp tục cho mình thi về cái phần thực hành nha. Thì mình đậu thì mình lấy được bằng luôn, còn nếu mình rớt thì mình cũng đi về đi, rồi họ sẽ phát bằng cho mình trong năm tới. Thì đó là những cái kiến thức mà Tom thông báo cho anh chị biết. Thì Tom mong rằng tất cả học viên của Tom đang xem cái video này, và tất cả các anh chị trong các ngành thẩm mỹ, trong các trường thẩm mỹ từ miền Nam và miền Bắc California, cũng nên quan tâm đến cái vấn đề là nếu ai mà dính vào cái phần mà trong năm nay, thì hãy cố gắng, hãy tập trung là mình phải làm cho trọn vẹn về phần lý thuyết và phần thực hành. Nhưng mà phần thực hành thì nó là một cái điểm chính, thì cố gắng làm sao phải đậu cái phần thực hành thì mới được thi cái đậu cái phần lý thuyết thì mình mới được thi cái phần thực hành nhé. Cho nên anh chị hãy quan tâm đến cái phần lý thuyết nhiều hơn. Và tiện đây á, thì như anh chị thấy á, hiện tại bây giờ Tom vẫn cung cấp tất cả những cái bàn tay mà Tom đã đúc sẵn bằng bột. Thì trên móng tay này rất cứng và chắc, cho nên Tom vẫn shipping gửi cho tất cả các chị em ở ngoài tiểu bang và trong kể cả miền Nam và miền Bắc Cali luôn. Là những anh chị nào muốn đặt hàng thì Tom sẽ gọi liên lạc cho Tom với số phone là 714-622-9999. Đó là những cái số phone mà Tom thường liên lạc với tất cả các trường, học viên của các trường trong ngành thẩm mỹ ha. Thì Tom cung cấp những cái bàn tay này để cho các anh chị đi thi cảm thấy có sự mà tự tin và an tâm hơn khi anh chị khi làm dũa, hay là anh chị đắp bột, hay anh chị làm di chuyển hơi mạnh tay một chút thì cái móng tay nó cũng không đến nỗi mà nó xúc nó rớt, tại đây là Tom đúc bằng bột nha. Thế đâm ra khi những anh chị nào cần thì anh chị hãy liên lạc với Tom.
thì Tom sẽ shipping gửi cho tất cả các anh chị. Thì từ đây đến cuối năm thì cũng còn được gần một tháng, hơn một tháng, tháng rưỡi nữa. Khi anh chị nào cần hàng thì anh chị hãy gọi cho Tom. Rồi thì Tom muốn nói về tất cả về trong năm tới, năm tháng giêng về năm 2022, thì cái chương trình mới nó sẽ áp dụng về cái vấn đề là bãi bỏ về cái phần đề thực hành và thi chỉ phần lý thuyết thôi. Thì đắp vào đó về cái phần thực hành thì giáo viên thì phải chuyển khai là một cái chương trình mới, là theo thay vì các giáo viên dạy cho anh chị là cách thực hành đắp bột để đi thi, thì thay vì đó thì anh chị sẽ, giáo viên sẽ dạy cho anh chị một lớp advanced, là dạy nghề cho anh chị, để anh chị có một cái nghề để anh chị khi ra có bằng, anh chị ra tiệm anh chị làm luôn anh chị ha. Thì đó là cái lớp advanced. Rồi, Tom xin gửi và mong rằng cái video này sẽ đến tất cả các anh chị, giúp cho anh chị có một chút kiến thức, hiểu biết và ráng cố gắng là hãy tập trung về cái phần lý thuyết một chút xíu ha. Rồi còn cái vấn đề mà về dạy nghề thì năm nay á, là các giáo viên phải đi học thêm một cái lớp là về cái lớp advanced. Có nghĩa là những công việc nào mà của thợ nail làm ở ngoài tiệm nail thì các giáo viên cần phải có hiểu biết một chút, không phải đòi hỏi là giáo viên phải làm chuyên nghiệp. Nếu mà đòi hỏi thì giáo viên không thể nào mà đạt được những cái về những cái kinh nghiệm và những cái mà về chuyên nghề ở như các thợ nail ở ngoài được so sánh, rồi cái đó không thể nào làm được. Bởi vì họ chỉ chuyên về phần lý thuyết. Về phần thực hành thì họ chỉ dạy về những cái vấn đề cho anh chị luyện thi thôi. Còn bây giờ cái năm mới này thống đốc ra một cái quyết định về thay đổi về cái luật thi, thì bây giờ là phần thực hành là chỉ có dạy advanced cho các anh chị. Thì thay vì đó thì giáo viên cũng phải hiểu biết một chút xíu để có một chút nghề để dạy cho các anh chị sau này. Thì thay về đó thì Tom lại cũng có sự may mắn là Tom cũng là một giảng viên trong dạy về trong cái ngành thẩm mỹ này cũng mười mấy năm rồi. Nhưng mà cái nghề chính của Tom là cái nghề advanced. Tom là một người artist designer, Tom chuyên dạy về nghệ thuật. Tom dạy vẽ, Tom dạy bông bột nổi, Tom dạy về đắp marble, Tom dạy về ombre, Tom dạy về bột điếp, dạy về gel và Tom quản và dạy luôn về tất cả các thành phần về hóa chất mà sử dụng trong ngành nail. Là sở dĩ tất cả những cái kiến thức này Tom có được cũng là bao nhiêu năm Tom đã từng cầm cọ và đi khắp ở các tiểu bang để cùng mang cái kiến thức này để phổ biến cho tất cả các chị em chủ tiệm thợ nail hiểu biết về một cái nghề, về cái nghề nghệ thuật, để họ biết, để họ làm, để họ tăng thêm cái thu nhập của họ. Thì không ngờ rằng trong năm nay lại là áp dụng trong các trường nail. Cho đâm ra Tom sẽ dùng hết tất cả những cái nghệ thuật này, Tom sẽ truyền đạt lại cho tất cả thế hệ sau và những người mà chưa biết về những cái kiến thức này. Thì đó là một cái sự may mắn mà Tom đã có được. Hiện tại bây giờ Tom cũng đang dạy học cho một cái trường thẩm mỹ mà không phải ở quận Cam này. Đó là một cái thành phố cũng ở gần đây thôi. Hiện tại thì Tom đã dạy về những cái nghề advanced, dạy về những cái về nghề art, về nghệ thuật này cho những các thế hệ của học viên mới, kể cả người Việt Nam và Mỹ, Mễ và những người Mỹ đen, đại khái là như vậy. Họ rất thích những cái nghệ thuật của Tom. Thì thay vì đó thì Tom sẽ trở lại cái nghệ thuật này, Tom sẽ truyền đạt lại cái kiến thức này giúp cho những cái thế hệ họ đang bước vào một cái lĩnh vực, một cái ngành nail, để họ có một cái nghề, để khi mà họ lấy được cái bằng và họ có được luôn cả một cái nghề, để khi họ ra tiệm, để họ hòa nhập với lại tất cả các thợ nail ở ngoài tiệm đang làm, để họ có thể kiếm tiền được liền. Những cái công việc mà Tom dạy về nghệ thuật này đó là những cái công việc mà thường là các thợ nail và các tiệm nail ở khắp 50 tiểu bang đang sử dụng và đang kiếm tiền mỗi ngày, hàng ngày đó anh chị. Thì Tom mong rằng Tom sẽ đưa cái nghệ thuật này của Tom để Tom giúp cho cộng đồng của người Việt Nam chúng ta và kể cả những người châu Âu để có một chút nghề để họ có thể
khi họ ra trường họ có cái bằng, họ có một cái nghề là họ có thể kiếm tiền được liền và họ có thể là làm việc được rồi nha anh chị nhé. Thì mong các anh chị hãy gửi cái video này cùng tất cả các bạn bè và các anh chị em và cùng share cho thăm cái video này cho tất cả mọi người. Thank you anh chị nha. Chúc anh chị một ngày mọi sự bình an và may mắn nha.